Bệnh nhi này nay đã được điều trị trên khoa nhi Bệnh viện Phổi Trung ương được 5 ngày với các biểu hiện lâm sàng, khó thở, ho, tức ngực. Dù đã được điều trị ở tuyến dưới nhưng không thuyên giảm mà tình trạng bệnh còn chuyển biến nặng thêm. Sau khi làm các xét nghiệm và hội chẩn, bác sĩ chẩn đoán bệnh nhi mắc hen phế quản. Tình trạng của cháu là ho thì giảm rồi, thế mà cái viêm tuyến mũi là thấy cũng không thấy cháu có cái biểu hiện ra nước mũi nhiều như xưa nữa. Còn trường hợp bệnh nhi này, khi có các biểu hiện ho, sốt, khó thở, gia đình không nghĩ bệnh nhân bị hen, phế quản. Chỉ khi các biểu hiện ngày càng rõ rệt, gia đình mới đưa bệnh nhi đến bệnh viện để thăm khám và được các bác sĩ chẩn đoán cần nhập viện để điều trị, tránh những biến chứng nguy hiểm. Lúc mưa, lúc nắng nó thất thường, triệu chứng như hen phế quản như con nhà mình ấy, thì nó sẽ phức tạp hơn cho các bạn ấy. Cũng phải để ý một chút khi mà, nhất là mỗi khi mà thời tiết nó thay đổi ấy. Cái thời điểm giao mùa thì cái tỷ lệ hen gia tăng đáng kể. Phòng khám trung bình khoảng tầm 30%. Bệnh nhân đến khám với các triệu chứng ho, khò khè kéo dài, tái diễn, không đáp ứng với các điều trị kháng sinh. Khi gặp những yếu tố dị nguyên, ví dụ như thay đổi thời tiết hoặc tiếp xúc với các cái tác nhân gây dị ứng như bụi, như những cái lông súc vật, virus thì có thể làm trẻ sẽ khởi phát cơn hen hoặc làm trầm trọng cái mức độ hen của bệnh nhân lên. Nếu như mà không được phát hiện, không được điều trị sớm thì trẻ sẽ có tình trạng ho kéo dài. Và về lâu thì nếu như mà một số trường hợp có thể khởi phát những cái cơn hen nặng, cơn hen cấp tính. Bác sĩ khuyến cáo, người dân đặc biệt là những bậc cha mẹ cần nâng cao nhận thức về bệnh hen, phế quản trong trường hợp trẻ ho, kéo dài, tái diễn hay gặp khi thay đổi thời tiết thì cho trẻ đến các cơ sở y tế chuyên khoa nhi, chuyên khoa hô hấp để được thăm khám và điều trị kịp thời. Khi được chẩn đoán hen, phế quản cần tuân thủ phác đồ điều trị, không bỏ thuốc để kiểm soát bệnh một cách tốt nhất.